Hello các bạn, 6:23 trên tay mình là cái thiệp mời của Samsung. Hôm nay đi đâu đây? 6 giờ tối rồi. Samsung Galaxy S23 Ultra, đây S23 Ultra ra mắt từ bữa giờ, nhưng mà bữa nay mới trân trọng kính mời ông Mai Triều Nguyên đến tham dự sự kiện trải nghiệm Space 23 Note Tiếp Quyền Năng 6:30 ngày 6:30 tối nay nè, tới 9 giờ đêm ngày 23 tháng 3, mà giờ là còn thiếu 5 phút nữa là có mặt ha, ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, 65 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Đây các bạn ơi, nay quay một cái video đi sự kiện bằng một cái chiếc xe này nè ha. Đó, Nike Boost. Rồi, đây. Ông vớt về phẩm, ông đi theo ông quay coi mình chạy được hay không. Có té ngã trên đường như vậy không? Đó. Có rồi 18 độ kia. Phải đi bằng chiếc xe này. Coi thử nó ra sao nha. Bye bye. Test xe. Bye bye. Đây không chịu. Hả? Bye. Ai ra 18 mà.
có mất 5 phút thôi, hơn 5 phút một chút xíu rồi, đúng kịp giờ luôn, 6:30 luôn. Anh kia giùm em ăn. Chỗ để xe này rất là đặc biệt các bạn. Không có xếp lại rồi để nó dịch lên đâu. Đó, để đây. Đi cái xe này vô á, người ta tưởng mình đi đâu, người ta hỏi đi đâu. Kêu đi Samsung người ta đâu tin. Họ không có giấy mời không? Em nói xạo, có giấy mời. Rồi, để trên cây cầu giờ đi. Đó, đi vô sự kiện Samsung. Cảm ơn nha, nhờ chị nhà biết xe nha. Rồi, ok. Đây chiếc xe đạp rồi các bạn, mới đi cái sự kiện Samsung về được cái giỏ quà nè, treo toàn ten cho nó xe nè, các bạn thấy không? Đang dừng lại 0% pin nè, ấy lộn 0% 0 km trên giờ nè ha, pin thì còn đầy ha. Và đây là cái bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh đó, bảo tàng Hồ Chí Minh, và sự kiện Samsung vẫn còn diễn ra ở đây trong 4 ngày ha. Giờ mình chạy về. Đang dừng trước bưu điện thành phố các bạn. Treo cái giỏ quà. Mình đang chạy thử cho nên là mình không có chuẩn bị máy quay. Đó thì vừa chạy nó rung rung cho nên mình không có dám cầm cái điện thoại, một tay quay một tay chạy ha. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi bây giờ vừa chạy vừa một tay quay thử được không nha. Đó. Lên. Lên. Này các bạn, vừa chạy vào một tay quay ha, khó ha. Quá khó. Khó quá. À, phải mình phải đội nón bảo hiểm mới được. Đây em đã đứng móc cái giỏ Samsung, giỏ quà tặng Samsung ngay trước Diamond Plaza các bạn. Giữa phồn hoa đô thị giữa Sài Gòn gọi là By Night ha. Một mình em đã đứng đây, bây giờ mình tiếp tục chạy về Võ Thị Sáu các bạn ơi. Chân chống nè. Rồi. Bấm nút là chạy ha. Hôm nay mình làm video vui vẻ, mình không có chuẩn bị sẵn máy móc ha. Mình sẽ có cái bài review sau. Mình sẽ có một cái bài chi tiết
trải nghiệm, mình chuẩn bị đầy đủ máy móc và camera để mình quay chi tiết hơn. Quá đã luôn. Tối qua xong xong rồi. Tắt từ bảo tàng về. À. Nốt tiếp quyền năng. Lần đầu tiên đi sự kiện bằng chiếc xe Nightbus. Đó. Hồi nãy giờ chạy tốc độ toàn là 30 luôn. Chạy 30 cái số giờ cứng kim luôn. Là toàn là chạy chế độ sport không nha các bạn. Rất đã ha. Bữa nào mình với Phước sẽ làm một cái bài review chi tiết chiếc xe này. Rồi mình sẽ nói cái cảm nhận của hôm nay là lấy xe đi sự kiện thôi. Phước cũng coi Samsung gì có gì nè. Đó. Cái thiệp này nãy nè. Đó. Khui hộp quà luôn nha. Ui da. Đi sự kiện về. Woo. Đã quá các bạn ơi. Một chiếc tai nghe Galaxy Buds 2. Wow, trúng mánh rồi. Một cái gì đây? À, cái này là cái thiệp ha, Space 23, tức là cái không gian trải nghiệm. Họ trưng bày ở đây tất cả những cái dòng nốt từ xưa tới giờ, từ nốt 1 tới nốt 10 luôn. Và cái Galaxy S23 series được lượt liệt vào cái dòng nốt ha. Và họ mở cửa 4 ngày, các bạn có thể ghé đây trải nghiệm và nhìn lại 10 năm, hơn 10 năm Galaxy Note. Đó, cho mình cái dù nữa. Cái dù này đi cái xe này có lý á. Ha. Cái dù này đi xe. Đây cái xe. Đó. Dù này chạy xe mưa hình bung dù ra. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.